요정이라고 합니다. 여러분과 함께 한국어를 배우게 돼서 너무 기쁘고 반갑습니다. 그럼 앞으로 저와 함께 열심히 한국어를 공부할까요? Xin chào tất cả các bạn. Mình tên là Trương Thị Trang. Hiện tại mình đang là giảng viên song ngữ tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên ở thành phố Daejeon. Mình đã giảng dạy tiếng Hàn cho đối tượng là người Việt đã được 6 năm. Trong quá trình giảng dạy thì mình nhận rất nhiều câu hỏi từ các bạn học viên như là: cô ơi, làm sao mình có thể giao tiếp thật tốt với người Hàn? Làm sao mình có thể nhớ được từ vựng và có rất ngữ pháp căn bản để áp dụng những cái kiến thức đó nói chuyện với người Hàn? Mình xin giới thiệu với các bạn khóa học giao tiếp tiếng Hàn thật dễ. Qua khóa học này các bạn có thể tự tin khi nói chuyện với người Hàn. Các bạn có thể nắm vững được từ vựng và những cấu trúc ngữ pháp căn bản. Các bạn có thể tự đặt câu, các bạn có thể phát âm với những kiến thức căn bản mà các bạn đã học. Vậy thì các bạn còn chần chừ gì nữa, hãy nhanh tay đăng ký khóa học trên trang web unica.vn.